Hương có lượm quán không? Quán này đâu có thấy xưa gì đâu. Thấy cái tên, cái bảng hiệu thấy cũng lạ lạ nè. Gì? 5-10-15. Là chơi 5-10 á hả? Vậy là vô đây mình chơi trốn tìm phải không? Ừ. Bé đi tuổi thơ. Đây là người ta chơi trò là ô anh quan trở về chứ tuổi thơ liền. Em thích chơi vậy đó. Chơi này chị không biết chơi thì sao? Chị không biết chơi luôn á. Tuổi thơ có gì không có trò này á? Ai rải? Không biết sao dưới quê chị không có chơi này. Ê Mai, có người đồng hành với em nè Mai ơi. Bây giờ anh sẽ phải hồi phục tuổi thơ cho bà này nữa. Giờ nè, cái mỗi ô là 5 viên đá ha. Đây là bình phận đất của chị, bình phận đất của em. Đúng không? Sau hết chơi toàn bộ, bây giờ ai là người có thể thu gom được nhiều phần đá này nhiều nhất thì người đó thắng. Một viên là 1 điểm. Riêng là cái viên cái là 10 điểm. Em đi hướng này cũng được mà, em đi hướng này cũng được. Đi nè. Cái này là trống này. Thì ăn ở đây. Là xong phần em. Ví dụ giờ chị đi vậy. Cái này phải không? Ừ. Chị bóc cái này rồi chị có thể đi qua đây. Hoặc chị đi qua đây cũng được. Thôi bà này mất tuổi thơ luôn á. Hoang mang, tâm trạng hoang mang. Cái này cái này sao? Bỏ qua. Bỏ qua đây. Đây, lấy cái rồi này. Bóc cái này. À, tới hốt mà là hốt được là vẫn hốt phải không? Rồi qua tới đây, bóc cái đây tiếp. Cái này. Chừng nào mà chỉ ăn được thôi. Hiểu rồi. Chứ là phải tính. Bỏ đây. Ê, qua đây. Đây. Rồi hốt này. Đó, chỉnh chào lại cái này. 1-2. Là thua rồi, lại tới đây. Đứng. Đó. Rồi. Nãy giờ đi công cốc. Ủa, nãy giờ chưa được gì hết. Hiểu. Rồi đi. Cái này nè. Ăn này luôn nè. Ủa là sao ăn luôn cái này? Tại vì nó trống. Hiểu rồi, thì như một cái này là gấp đôi mấy cái ngày đúng, này. Đúng lại là bây giờ gấp đôi, tại sao thua luôn á? Ủa là ăn này xong là nghỉ là không ăn, không đi được nữa. Xong rồi, thì tới chị á. Ủa ăn cái xong ngừng. Không phải, bên này có ăn được nữa đâu. Chị thơ cho chị thường sao là chị rối thêm. Là trống mới ngừng chứ. Đúng. Chưa hiểu lắm. Này. Hay quá, bà đứng luôn rồi. Ủa chứ không được ăn này. Sao ăn được, trống là mà ăn. Sao mệt quá. Bảo hiểu hả trời. Trời từ từ đi hiểu mà. Nói chung gì là hiểu rồi đó. Cô chủ quán. Em chơi với anh cái ô ăn ban này cho chị hiểu cái. Chị không biết chơi. Thôi phục vụ thơ chị đi. Chơi tính dữ. Chơi ăn anh Vương luôn hả? Ăn anh Vương luôn. Đi trước ha. Mà Vương đi trước đó nha. Tù xì ăn ta đi trước á. Coi nha. Ăn trước sau thì cũng đâu quan trọng. Cái gì mà em vào vô một cái là em chơi. Bao nhiêu tuổi liền rồi. Con chị không biết thì đúng. Đằng này chị cũng không biết luôn. Ờ, em chia ra đi ăn xong rồi nghỉ. Thì có ăn được nữa đâu. Tràn vàng nữa. Cái cục này ngay cái ô trống này mình sẽ ăn được cái này. Kìa, anh Quang rồi phải không? Anh Quang rồi đó. Anh ăn ngay chỗ đó dễ ăn Quang lắm. Anh phải tính làm sao cho người ta đừng có ăn được Quang của anh chứ. Rồi. Trời ơi, sao ta nhiều vậy? Ăn mà phải ăn. Tuổi thơ của chị chắc đau khổ lắm nha. Trời ơi. Thôi tao chơi những trò khác. Trời ơi, tuổi thơ đâu? Đây, đang tuổi thơ nè. Đang cố gắng. Trời ơi. Rồi đúng rồi, ngồi chép chân là đúng rồi. Quá chứ gì đâu. Chị coi miệt mài đúng không? Nhưng mà cuối cùng không hiểu. Nó thật dầu vậy khóc. Chưa hiểu gì đâu, nói chung là người già rồi cũng khó vô lắm. Em ăn quá trời đúng không? Em thắng rồi, khỏi đếm. Trời ơi. Tuổi thơ đâu? Tuổi thơ đâu? 2 3 8 Giỏi 9 10 Đi lên lầu ha. Trời ơi, cái dây leo hồi xưa nhà chị có cái lấy biết không? Đây là viết là chấm vô bút bi, chấm vô cái ngòi viết để mà viết bài đó cưng. Cái hột tím tím này đây. Đó, nha, mỗi đứa đó. Nè nè, bóp nó ra nè. Đó, cái màu tím này nè, đó. Cái này là chấm vô viết ra mực tím nè. Đó, ngày xưa nó không có tím riệm như là cái lọ mực. Nhưng mà tại vì nghèo mà, gặp phải chấm vô cái này thế mực. Thế là em hiểu rồi sao mà cái quán này đặt tên là 5-10-15 rồi. Vậy là nó những cái trò chơi trẻ thơ. Đúng rồi, những cái trò chơi trẻ thơ. Cái 5-10 chúng tìm, cũng nhờ Thiên Vương mới biết được cái bộ môn ô ăn quan. Tóm lại ở đây á là em đã hồi phục được tuổi thơ cho chị. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp. Nữa hả? Đúng. Đi nhanh. Đi. Trình bây giờ đã hết thời lượng rồi. Mong quý vị bật trên HTV7 và Kênh 5 Hàng Tuần vào lúc 22 giờ đón xem chương trình nha. Nếu các bạn bỏ quên xem TV thì có thể vào YouTube để xem kênh MCV Media. Và đừng quên nhấn subscribe. Và fanpage của chương trình Du lịch kỳ thú.